Vương gia đại chiến 2020, giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, khởi tranh từ ngày 7 tháng 9. Quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng, cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. Vương gia đại chiến 2020 chỉ có tại sân đỉnh.com. Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Vương gia đại chiến 2020, giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, khởi tranh từ ngày 7 tháng 9. Quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng, cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. Vương gia đại chiến 2020 chỉ có tại sân đỉnh.com. Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Vương gia đại chiến 2020, giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, khởi tranh từ ngày 7 tháng 9. Quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng, cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. Vương gia đại chiến 2020 chỉ có tại sân đỉnh.com. Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Vương gia đại chiến 2020, giải đấu lớn nhất cộng đồng sân đỉnh, khởi tranh từ ngày 7 tháng 9. Quy tụ các chắn thủ vương gia danh tiếng, cùng nhau tranh đoạt giải thưởng lên tới 80 triệu đồng. Tường thuật trực tiếp tất cả trên mọi kênh sóng. Theo dõi để nhận những phần quà hấp dẫn lên tới hàng tỷ bảo mỗi ngày. Vương gia đại chiến 2020 chỉ có tại sân đỉnh.com. Vương phủ tràn online sân đỉnh, một giải đấu đặc biệt đẳng cấp dành cho các chắn thủ vương gia. Với loạt trận bán kết giải Vương gia đại chiến 2020, hôm nay chúng ta cùng đến với loạt trận bán kết lượt đi, và ngồi bên cạnh tôi đang là một nữ chắn thủ hết sức xinh đẹp đến từ chắn hội Nèo Tôm, em Nguyễn Ngọc Thư. Dạ. Em xin kính chào quý anh chị và quý vị khán giả. Em là Nguyễn Ngọc Thư, hôm nay lại rất là vui là được ngồi cạnh anh để
livestream buổi ngày hôm nay cho mọi người cùng với cả mọi người. Em xin chân thành cảm ơn. Rất cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào tất cả các anh chị em và các bạn trên hội ưu chắn nhé. Chúng ta vẫn quà tặng của chúng ta vẫn là like và share ở chế độ công khai. Các bạn để lại ID và chúng tôi sẽ trao thưởng. Chào em Diệu Hương nhé. Em chào chị Mai Thị Anh ạ. Chào hai bông hồng xinh đẹp của Tiêu Giao Hội. Vâng, chúng ta cũng đang ngồi cạnh một bông hồng rất xinh đẹp của Tiêu Giao Hội đấy ạ. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với hai trận bán kết lượt đi. Vâng, thể thức của chúng ta giải Vương Gia Đại Chiến từ năm ngoái. Năm nay là chúng ta sẽ thi đấu riêng loạt trận bán kết, sẽ thi đấu lượt đi lượt về và tính điểm thành tích chung cuộc. Ở đây chúng ta có áp dụng một chút cái cách tính điểm trong bóng đá. Vâng ạ. Thứ hạng sau trận đấu, khi trận đấu kết thúc thì nhất trận đấu sẽ được 3 điểm. Nó cũng giống như trong cúp C1 vậy các bạn. Và đứng thứ hai được 2 điểm, đứng thứ ba trận đấu được 1 điểm. Và sau hai lượt trận, trận lượt về cũng cho điểm như vậy. Sau hai lượt trận thì trận thủ nào được nhiều điểm trận hơn sẽ xếp trên và đi tiếp. Trong trường hợp các trận thủ bằng điểm trận nhau thì chúng ta xét đến những cái hệ số phụ như tổng hệ số điểm hai trận cộng lại. Dạ. Đấy và có những chỉ số tiếp theo để tính các trận thủ vào chung kết. Là trận bán kết này hơi đặc biệt đúng không anh? Rất đặc biệt. Dạ. Cái thể thức lượt đi lượt về nó tăng thêm cái độ hấp dẫn của trận bán kết, nó tránh cái hụt hẫng em ạ. Vâng, thay vì cái loạt trận này là loạt trận căng thẳng nhất của một giải đấu. Nếu vào đến chung kết thì gần như ai cũng có giải thưởng rồi. Vâng. Đấy, hôm nay là sẽ là có người sẽ đi tiếp lên đài vinh quang và có người trắng tay trở về. Em chào anh Thỏa. Chào Nhất Cận, chào Phạm Giang nhé. Em chào anh Thỏa. Chào tất cả các anh chị em ạ. Vâng ạ, hôm nay chúng ta cùng đến với trận bán kết lượt đi. Rất căng thẳng. Đây là loạt trận bán kết luôn, là loạt trận căng thẳng, có thể nói căng thẳng hơn chung kết rất nhiều. Vâng. Vào chung kết thì ai cũng có thưởng rồi, ai cũng có quả. Tâm lý thoải mái. Tâm rồi, lý thoải anh? Mái rồi. Nhưng dạ. Cái loạt trận bán kết này là nhất ăn cả ngã là trắng tay. Chào Tùng Nguyễn ạ. Anh Thỏa đang bảo có Ngọc Thư xinh đẹp tào run lắm. Thế anh có run không hả anh? Có, cảm xúc nó cũng tim nó đập nhanh hơn một chút anh ạ. Chào anh Đặng Quan Nguyễn ạ. Vâng, chúng ta cùng đến với ván đấu đầu tiên ạ. Vâng, ván đấu đầu tiên của một trận bán kết 2 lượt đi ạ. Vâng ạ. Chúng ta đang có 4 vương gia, đó là anh Vui Vẻ 12, Vương gia Áp Đen, anh Nguyễn Văn Đoan 123K và Vương gia Phạm Hương Trà. Phạm Hương Trà này em thấy tên có vẻ giống nick của con gái phải không anh? Không, anh là Nam. Nam ạ. À, Phạm Hương Trà chắc là đặt Trà, tên cái con. Tên khả năng thì anh cũng nghĩ là thế. Còn anh Vui Vẻ 12. Ồ rồi ạ. Ồ Tam Văn ạ. Em chào anh Nguyễn Quốc Hưng nhá. Vâng ạ. Chào nhà cựu vô địch. Dạ. Có tôm ạ. Tôm rồi, tôm sẵn trên tay rồi ạ. Vâng ạ. Ăn hô. Chúc mừng anh Vui Vẻ 12, ngay ván chơi đầu tiên anh đã khai hủ ván tôm. Anh Vui Vẻ là một người anh rất là thân thiết đối với em. Dạ. Anh em mình cũng gặp nhiều rồi. Gặp này. Nhiều, vâng, anh dạ. Vui Vẻ gắn bó với cộng đồng của dân gian Sơn Đình, có thể nói từ những ngày đầu. Dạ. Rất tâm huyết, có rất nhiều đóng góp. Em chào anh Nguyễn Thái Bình xấu trai. Dạ. Em chào anh Đàm Toàn ạ. Chào Hoàng Xuân Thắng nhá. Chúng ta đang đến với ván thi đấu thứ hai của trận bán kết 2. Loạt trận hôm nay sẽ là lượt đi ạ. Vâng, cái loạt trận bán kết giải Vương Gia Đại Chiến 2020 chúng ta sẽ có hai loạt trận lượt đi lượt về và tính điểm là thành tích chung cuộc. Thế tức là cái người mà xếp cuối cùng hôm nay vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội. Đồng nếu như mà trận sau anh có bật được, chúng ta sẽ lấy tính điểm cả hai trận. Tính theo điểm hệ số hai trận luôn. Em chào Trung Trịnh ạ. Chào Hoàng Đức ạ. Vâng, và ở cái tính năng vương gia tranh tài tuần trước
Vương gia Abben đã về nhất, đoạt phần thưởng 3 tỷ bảng với điểm số là 943 điểm trên một tuần. 943 điểm ù đấy ạ. Đứng thứ vâng rất lớn. Đứng thứ hai là Vương gia Tự Tin Khoe Cá Tính, và đứng thứ ba là chán thủ Đình Lập đến từ hội chán Hà Tây, 774 điểm. Và cái điểm số tuần này thì anh Lê Văn Lập với hội chán Hà Tây Hà Nội không. Vâng, tôi đã thấy anh Át Đen gọi ù với Tứ Sách giữa cửa chi rồi ạ. Liệu có chơi với thủ không ạ? Thì rất dễ nhá, hai chắn dưới chiếu ạ, ở chéo cánh có cây tứ văn rồi, có ngù rồi, rộng chỉ rồi. Bạch định tôm ạ. Chỉ bạch định tôm, chỉ bạch định tôm ván gà đầu tiên, 14 điểm, chúc mừng anh Áp Ben. Và ngù rất sớm, chạm cái bát văn đánh cửu sách, chạm lục vạn đánh tam văn, ngù ngay tứ sách giữa cửa. Anh để lại tam thì không ngù được, nọc đúng không? Nọc đỏ lòm anh nhỉ? Nọc đỏ rực rỡ luôn. Vâng. Để nếu anh để chọn đúng một là để lại tam thôi là anh không ngủ, và đấy có mỗi một cây tam mà nằm rất sâu. Vâng. Nguyễn Tiến Đức, vâng ạ, chào bạn, mốt cho hỏi sao lần trước em chia sẻ mà không nhận được quà nhỉ? Có thể bạn chia sẻ không phải ở chế độ công khai, rất nhiều người bị nhầm ở cái này, các bạn phải chia sẻ ở chế độ công khai nhé. Còn các bạn chia sẻ vào một nhóm kín hoặc là chia sẻ ngược trở lại hội yêu chắn thì không nhận được quà. Thế anh phải lưu ý với mọi người ạ. Vâng, lưu ý mọi người là phải chia sẻ ở chế độ công khai trên trang cá nhân, và để lại ID chính xác. Cái ID cũng phải để lại chính xác đấy ạ. Mọi người có nếu để lại ID mà nhầm sang ID của người khác thì cũng không nhận được quà. Để 12 số. Vâng, mốt 16, mốt kỹ thuật vừa chia sẻ là hôm trước có một bạn để lại ID tới 12 chữ số, thì Sơn Đình chưa có ID tới 12 chữ số như vậy. Thì có thể các bạn đã nhầm lẫn gì đó dẫn đến không thể nhận được quà. Bát văn ạ. Phạm Hương Chán. Chào Nguyễn San ạ. Vâng ạ. Bát văn bát nậy cho chừa, cái thằng hay gậy trộm dừa đêm qua. Tứ văn. Tứ văn. Ăn tứ văn đánh tam sách rồi. Ăn chắn tam sách. Bỏ tôm ôm mèo. Bỏ tôm rồi. Vâng, ăn tam sách mà đánh thất văn đi thì các bạn cũng hiểu lý do tại sao rồi đấy ạ. Nhị văn quàng khăn dưới chết rồi, bát sách. Sách. Chíu rồi. Anh vui vẻ chíu bát sách rồi ạ. Khả năng khéo lại cứu cho anh Áp Ben, anh Áp Ben anh đánh kiểu sách rồi. À nhưng không chíu thì không sợ. Đấy, bát vạn. Vâng, rõ rồi, rõ mặt bên rồi. Thì vâng. Bệnh định mà đau mắt bên là ấy. Tại giếng đình, giếng đình, hướng đình. Cả nàng cũng bị chứng minh gì em một nhà bệnh định nhà tám đỏ rồi. Dân gian cứ gọi nôm na nhà đám ma, nhà đám cưới đây. Dễ lại ăn tam vạn. Tám đỏ chờ tam không? Không, bạch định chờ tam cơ ạ. Anh Áp Ben gọi ù cái tam vạn rồi. Chắc lại thông bạch định rồi ạ. Chúng ta cùng chờ xem vâng ạ. Kính nhị chi. Ô, em thấy cái kính nhị chi này có vùng miền là cũng có cước to đấy. Có ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Hải Phòng, Hải Phòng vâng, cũng có đánh ạ. Kính nhị chi. Thực ra cái luật chắn của chúng ta ở trong dân gian thì nó rất đa dạng. Vâng. Nó cũng tùy thuộc theo có một chút gì đấy vùng miền và một chút gì đấy do cái thỏa thuận. Đúng rồi, mọi người tự đề tự đặt ra. Nhưng mà chúng ta cũng nên có những cái cốt lõi chung. Vâng, nó vẫn có cái luật chung, còn những cái dị luật hoặc là nhiều khi nó những cái dị luật địa phương thôi thì không tránh khỏi. Giống như quê anh là bắt buộc phải chíu. Vâng. Gặp chíu bắt buộc phải chíu, gặp ăn bòn bắt buộc phải ăn bòn, nếu không là không là ăn tiền. Nếu không là không được ăn tiền. À thế ạ. Ừ. Đấy, bắt buộc nhá. Ví dụ như kể cả lên cửa nhà chéo như giữa mình cũng phải chíu. Nói chung là cũng là do luật mình do luật. Ra thôi. Thế cũng chia sẻ với em với mọi người là cách đây khoảng 2 năm hôm lần đấy cũng dịp hội làng thì cũng có cơ hội ngồi nói chuyện nhiều với các cụ, là mình cũng đề xuất như là nên áp dụng cái luật chung. Vâng. Trong một số địa phương, nhưng các cụ phản đối, các cụ bảo là chơi thế nó mới chặt. Vâng. Và cái nệ ở địa phương mình nó thế rồi thì các cháu chơi thì các cháu chưa giữ, thế là đến quê mình chơi là cứ phải theo thế cái luật bắt buộc phải chíu. Ừ. Phép vua thua lại làng. Đúng rồi đấy. Dạ. Mà cũng nói chuyện với các cụ nhưng các cụ không cho bỏ đấy, các cụ bảo là cái chắn nó từ tổ tôm mà ra và nó phải có những cái chặt chẽ, cái nét văn hóa riêng, nét văn hóa riêng. Thế nên là mình cũng không cần phải cố gắng để thay đổi cái điều đó. Anh nghĩ thế, nhưng mà mọi người cũng nên biết cái luật chung, những cái luật chung, những cái luật mà mang có tính logic cao. Vâng ạ. Đấy, mà có tính phổ biến, phổ thông. Chào Thích Đủ Thứ nhá.
thích đủ thứ, chê anh xấu dai mà lại ngồi gần chị Thư đẹp thế. Chị Chi lên đây ạ, không ai gọi. Ăn bòn chi thì tốt. Ừ. Liệu có nhà nào thừa chi, thối chi không ạ? Vâng, chào Kiều Khiếu. Phạm Vương chào Tam Sách ạ. Anh mới ăn một cây chi chi và anh... ăn một chán chi thôi, gọi ù Tam Sách cửa nhà trên. Biết nhau từ thủa buôn thừng, chăm chắp nghìn nối xin đừng quên nhau, và chỉ là xuông thôi, xuông cũng xin đừng quên nhau. Bài anh cũng rộng rồi. Rộng rồi, chạm được chi ngay. Hy vọng là lên con tam vạn thì sẽ có tôm, nhưng mà rất là tiếc ạ. Cô níu kéo cây tôm nhưng không được. Cũng là... Chào Kiều Khiếu nhá. Hôm nay em về trên Bắc Ninh có sớm không? Rất cảm ơn em vì món quà rất sức ý nghĩa và ngồi bên cạnh anh. Vâng, chị Ngọc Thư xinh đẹp cũng đã được thưởng thức cái quà của em rồi ạ. Vâng, một chán thủ ở trên Bắc Ninh chiều nay có xuống thăm bọn anh và có tặng một chút quà quê. Quà rất ngon. Quà rất ngon. Cảm ơn anh nhá. Tự nhiên nay lại được ăn phái. Cảm ơn em Kiều Khiếu nhá. Vâng ạ, cho nhớ cho anh gửi lời hỏi thăm ông nội nhá em nhá. Ngũ Sách ạ. Anh áp ăn Ngũ Sách rồi. Anh Cửu Văn ạ. Em chào anh Thuận Ninh ạ. Vâng, chào tất cả các anh chị em đang theo dõi trên kênh fanpage của Ưu Chắn nhá. Vâng ạ. Anh Tào duyên dáng thì nguy hiểm rồi. Công nhận là cũng rất là nguy hiểm đấy anh ạ. Nguy hiểm, khen thế là nguy hiểm quá. Thứ Sách tam vạn. Lục Sách tam vạn. Gái xinh ba vạn quan tiền. Em về tôm tép dưỡng điền với anh. Vâng. Ăn tạ tam vạn với tam văn rồi. Con tam vạn này em thấy rất là duyên dáng. Duyên có một chút gì đấy, nó có cái nét nét vẽ mà là người con gái Nhật em ạ. Đúng rồi. Mặc đồ của Nhật Bản luôn. Cái nhưng này... mà em tưởng là chắn này là có nguồn gốc từ Trung Quốc chứ ạ. Sao cái cô này lại là vẽ theo phong cách của con gái Nhật anh nhỉ? Thực ra thì cái chú chơi này theo như bọn anh tìm hiểu thì đúng là nó có nguồn gốc từ Diệp Tử Mã Điếu. Trung Quốc từ thời nhà Minh. Vâng. Đấy, sau đó thì nó biến đổi sang bài Mặc Hòa, rồi bài nó anh có một chút biến đổi khi mà nó à? Du nhập vào Việt Nam ta thì nó sang một hình thức khác. Vâng. Nhưng nó vẫn giữ một số nét ăn theo cập, rồi có ba pho văn vạn sách, nhưng mà sau đó thì kết hợp với cái văn hóa Nhật Bản ở thế kỷ 17. Lúc đấy là Việt Nam ta có ở nhất ở đằng trong, như là có phong trào giao lưu giao thương với Nhật Bản rất mạnh. Và anh đặt ra cái giả thuyết như là chính người Nhật đã làm ra cái bộ bài giấy này. Lúc trước chúng ta sử dụng cái bài bộ bài bằng tre, bằng gỗ, và chính người Nhật đã là người tạo ra cái bộ bài giấy, vẽ lên đó những hình vẽ. Và cái người họa sĩ đấy thì là người Nhật, thì họ người Nhật luôn muốn phổ biến cái văn hóa của mình, cái đặc trưng Nhật Bản là thế. Nếu như các bạn có thể làm ở những công ty Nhật Bản thì người ta còn tài trợ để đi học tiếng Nhật, và đúng đi rồi. Học tiếng Nhật về còn được nâng lương cơ, theo cái cấp bậc của cái thi, đúng không? Cái cấp bậc ngoại ngữ anh nhớ là bao nhiêu Q đấy, ai cũng Q. Bản thân em là cũng làm việc với nhiều đối tác mà người bên Nhật, người Nhật vâng, các công hầu như là các công ty của Nhật. Sau ván thứ 5 thì anh Aspen đang dẫn đầu với 51 điểm ạ. Và tạm đứng thứ cuối là anh Nguyễn Văn Đoan ạ. Anh đang âm 25 điểm. Anh Đoan chưa khai ủ. Ba anh đã ủ rồi. Còn một mình duy nhất là anh Đoan chưa khai ủ đấy ạ. Nhưng mà hình như đây là anh Đoàn chứ anh nhỉ? Em nghĩ là Nguyễn Văn Đoàn. Đoan. Đoan ạ. Ừ. Tên là Đoan. Anh. Dạ. Chúng ta cùng tạm thời chia tay trận bán kết 2 đến với trận bán kết 1. Ở bàn thi đấu số 1 để xem các chắn thủ của ta đã. Vâng ạ, Vương Gia 3X 66 điểm dương ạ. Vâng, một mình anh, một mình một ngựa. Chúng ta cùng xem. Ngay ván đầu tiên ù ván 15 điểm chắc thì bạch thủ rồi ạ. Tuyệt vời quá, một mình anh một ngựa 66 điểm kìa. Vâng ạ.
vẻ như anh em mình đang ngồi hơi xa đúng hơi không? Hơi xa nhau, hơi xa nhau. Em ngồi xa, em đi xa anh quá. Tám vạn. À, anh Ngọc Tân đang bảo anh Tào ngồi dịch vào tí không thấy cây bài của anh Ba. Anh Ba ít đâu. Chắc là anh nên ngồi dịch vào một chút hay là em ngồi dịch sang bên này một chút anh ạ? Anh ngồi dịch vào thư vải con Google nhỉ? Vâng, chào anh Nguyễn Minh Thủy ạ. Chào Nguyễn Hà. Chào Ngọc Tân nhé. Vâng, chào tất cả các anh chị em đang theo dõi trên kênh fanpage của Sơn Đình. Mọi người hãy chia sẻ chương trình ở chế độ công khai trên trang cá nhân của mình, để lại ID nếu như có tài khoản ở trên Sơn Đình để nhận thưởng từ ban tổ chức ạ. Mọi người nhớ là phải chia sẻ ở chế độ công khai nhé. Nhưng mà chia sẻ một cái nhóm nào đó là sẽ không được. Không được ạ. Dạ. Bát vạn. Thật sạch. Thật sạch. Đẹp quá nhỉ. Thuận bài đấy anh ạ. Cô đánh thất văn. Chắn tam vạn mà đánh thất văn đi, chờ cái gì đây. Anh Nhị có gọi không? Đúng rồi, 3x. Tuyệt vời. Hy vọng là ván lại bình định rồi. Một mình anh một ngựa rồi. Thuận bài, rất là thuận bài. Chạm thất ra rộng. Ra rộng thất cái nên nhị ngay. Ô. Có lẽ là anh thấy nhị rẻ hơn. Đang bạch thủ nhị văn. Chạm thất ra rộng luôn, đằng nào bài cũng không có gì. Em ạ. Nhận là đúng không? Anh phán đoán cũng rất là chính xác đấy ạ. Anh ngó ngước nhìn lên thấy nhà trên có một cái cạn. Đúng ạ. Theo kinh nghiệm thì là tránh được nhà trên đè là cái đầu tiên đấy. Nhà trên ăn cạ thì rồi. Nhà dưới phải để chờ ạ. Chào anh Nguyễn Quân, thưởng gì vậy? Mốt vâng, thưởng bảo ạ. Thưởng bảo mọi người chơi giải trí anh nhé. Anh chia sẻ chế độ công khai để lại ID thì sẽ nhận được bảo thưởng từ mốt 16 ạ. Chúng ta cùng đến với trận bán kết 2. Trở lại trận bán kết 2, chúng ta cùng xem anh áp Ben Dương 51 điểm. Ván trước hòa. Ván thứ 6 hòa. Bán kết của chúng ta rất căng, sẽ thi đấu hai lượt trận đi và về, tính điểm thành tích chung cuộc, và chúng ta sẽ có cái điểm trận. Điểm trận ở đây nó giống như trong bóng đá, nhất trận đấu sẽ được 3 điểm, nhì được 2 điểm, về 3 được 1 điểm đấy, và tối đa một trận thủ của chúng ta sẽ được 6 điểm sau hai lượt trận, đúng không em? Trong trường hợp có trận thủ nào bằng điểm thì chúng ta sẽ xét những hệ số phụ. Vâng. Em chào Nick Thình Thình ạ. À, anh Nguyễn Đức Thỏa thưởng cho anh đi Tàu, anh muốn thưởng gì ạ? Thưởng cho anh Thỏa hơi khó anh nhỉ? Thưởng cho anh Thỏa hơi khó, có biết thưởng cái gì? Anh cũng để... Anh cũng nói vu vơ, thấy khó, khó thưởng quá. Chào anh Nguyễn Kiên ạ. Anh Nguyễn Kiên đang chào hai bình luận viên xinh đẹp. Xinh và đẹp, đúng rồi, anh cắt nghĩa rõ ràng đấy ạ. Xinh và đẹp, khác nhau đấy. Anh ơi, thế ai xinh và ai đẹp hả anh? Hay quá. Anh vui vẻ với hai con ù cái chi chi giữa cửa đấy ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Chi bạch thủ chi ạ. Chi bạch thủ chi 22 điểm ạ. Chúc mừng anh vui vẻ 12, vâng anh, một chỉ cần một ván ù thôi anh nguyên lên đầu bảng luôn rồi. Rất là tuyệt vời ạ. Rất tuyệt vời. Em rất thích cái lối đánh của anh vui vẻ, thực sự là anh đánh, anh có một cái phong thái đúng là của một vương gia. Vương gia định tục luôn, đúng không? Vương gia, anh là một trong những vương gia có thể nói đời đầu. Anh sống rất định, kể cả ngoài đời ấy, phong cách của anh cũng rất là điềm đạm. Điềm đạm. Nguyễn Đức Hạnh đang hỏi ù to nhất là gì hả anh chị? Thật ra thì em cũng không hỏi, không hiểu câu hỏi của anh, nhưng mà hiện tại thì là cái những cái cước ù to nhất thì cũng chưa thể nào mà ấy được anh nhỉ? Chưa nhận định được. Nếu tính ở trên lý thuyết thì vâng, chúng ta có cước ù là 81 điểm là to nhất. Hiện tại đang là 81 điểm. 81 to nhất. Điểm nên tính trên lý thuyết. Em chào chị Bùi Thị Hồng Thược ạ. Vâng ạ.
Em chào chị. Nguyễn Diệu Hương sống chết cũng phải đỡ chi. Không, đấy là lúc đầu thôi em ạ. Nếu mà về sau cuối trận đấu vò điểm thì như thế thôi, chứ các vương gia của chúng ta đánh thoáng lắm. Đánh không phải sống chết cũng đợi chi đâu. Cái thi đấu nó cũng nhiều vấn đề. Có những cái chiến thuật toàn tính rõ ràng, khi mà nếu về cuối trận thì có thể sẽ buộc phải gò bài thôi. Còn đầu trận các vương gia cũng thoáng. Nhưng mà em thấy là theo cái cách tính điểm của mình hiện tại thì nên gò. Không cần thiết phải chú trọng đến kết quả lắm, tại vì chúng ta có hai lượt đi về cơ. Vâng. Nói chung là cũng có nhiều yếu tố may mắn nữa. Cố gắng là có điểm. Đấy, tại vì người về bét sẽ không được điểm. Cố gắng có điểm và cố gắng không để bị âm quá sâu. Nếu như trong trường hợp gọi là bài sâu quá, cố gắng không để đâm quá sâu. Tại chúng ta, cái điểm mù của chúng ta chính là cái hệ số phụ. Dạ. Em chào anh Ngọc Anh ạ. Anh Ngọc Anh là một thành viên của Lèo Tôm. À. Nick của anh là anh HDA. Anh HDA, gọi anh dở. Vâng. Gọi anh dở, không gọi anh hay mà gọi anh dở. Gọi anh nát ạ. Anh thỉnh thoảng anh nát tí thôi. Vâng, những nước toan tính chúng ta cài đặt full thời gian 20 giây cho các nhân thủ vương gia, chúng ta cũng mức thời gian cũng đủ để tính toán ngắm nghía cây bài. Chỉnh thước ngắm để bắn in chính chữ nhà dưới. Nhưng mà em phải công nhận là chi nữa đây ạ. Không ai gọi ạ. Cứ chi mà lên đúng cửa, đúng mà cửa. Trong khi mình đang đợi là rất là có một cái tâm lý gì đó là cảm giác nó thích thú hơn là những con khác anh ạ. Anh có thấy không ạ? Nguyễn Quỳnh chưa có quà lại của Hào Kiệt Thiên Trường ạ. Vâng ạ, tôi sẽ kiểm tra thông tin này lại cho bạn nhé. Chào Nguyễn Văn Vẻ. Vũ Vạn dưới. Vũ Sách. Tuyển tình vừa ghé đến nơi thì đà châm gãy bình rơi bao giờ? Có lẽ ván này lại hòa. Vũ Sách là dễ hòa lắm. Nhị Vạn kiểu mới đó. À. Không ai gọi đi với kiểu Sách. À, hết một cạ rồi. Chúng ta cùng xem trong lọc ván hòa thứ hai của trận đấu. Ván hòa thứ hai. Tốc nọc lên xem nào, thất văn ạ. Thất văn. Chắc là có lẽ là cũng có người đợi thất. Các anh vui vẻ chăng? Anh thấy anh vui vẻ ăn chắn thất sau. Vâng. À, bên này vương gia 9 con số 9 vươn lên vị trí thứ 2 rồi. 22 điểm, chúng ta cùng chờ xem anh ù gì. Anh ù 2 ván, 1 ván gà 42 điểm và 1 ván sau chắc thông anh nhỉ? Vâng, đúng không? 9 điểm. 9 điểm ù chắc là thông rồi. Ván trước mà 14 điểm. Đang chỉ 8 đỏ tôm gì đấy. Đang bứt lên. Anh 99 vừa rồi là 99. Em thấy rất là đỏ. Như lúc trước khi vào bàn anh bắt con gà 3 tỷ 7. Vâng ạ. Trước khi vào đến trước khi vào giờ thi là vương gia cũng tranh thủ bật nhau thịt con gà. Tranh thủ từ tí một ạ. Vâng, anh Di ra Di. Các bạn xem đang cổ vũ cho anh. Vâng, cố gắng lên anh nhá. DPK 8680 đúng không ạ? Rất đông các chấn thủ Hải Dương. Vâng. Đến từ hội chấn Hải Dương đang cổ vũ cho anh DPK 8680. Vâng, chị Bùi Thị Hồng Thược đang Phạm Dũng Phương Khôi cố lên. DPK cố lên nhá. Cửu Vạn. Nhị Vạn đây. Ngũ Vạn, vâng. 9 con số 9 nó gọi ù cái Ngũ Vạn rồi ạ. Có lẽ mạch thủ sao? Cái đêm nguyệt gác mái đình, nhờ câu dã bạn chúng mình nên đôi. Thông em đèn rất chính xác, vâng ạ. Thông bạch thủ nào rồi ạ. Hai chắn gì chiếu vào đó chắc là cơ sở để em đoán là bạch đúng thủ đúng không? Thật ra thì ăn ít chắn như ăn ít chắn. Hay quá. 43 điểm và sắp đuổi kịp anh Ba Đích để tranh giành vị trí đầu bảng rồi. Anh đuổi rất sát. Rất sát rồi, lúc này chỉ còn kém có 8 điểm.
một ván ù xuông thôi. Vâng, thông, ván... thông. Vâng, thông là vượt lên trên rồi. Vâng ạ. Vâng. 8 điểm ù. Vâng, chào anh Thích Nhà Phan ạ. Em là thích đủ thứ đấy. À, em là thích là nhích đấy ạ. Vâng, Thích Nhà Phan ghê quá. Hồng sang sang hồng, mốt hôm nay có quả đầu đẹp đấy. Hôm nay ngồi cạnh người đẹp, tôi cũng mới đi tút lại một chút. Tút lại một chút để xứng đáng ngồi bên cạnh. Xuông cắt dây đã. Anh nhỉ, đúng rồi. Khi chúng ta đen thì cố gắng là lên là giải tỏa. Đúng rồi. Đấy, và ù xuông không nên gò quá, thực sự phải ù được. Cái ống bài này nó khi mà đã ù được rồi, đã dạy được bài rồi thì mình có cơ. Xuông lấy đà là xuông lấy đà cũng là ok. Các cụ vẫn cứ nói là ù xuông để lấy đà. Vâng ạ. Chứ đen rồi cũng em càng gò càng chết. Càng gò càng chết. Càng khó ù. Đến lúc đỏ rồi thì lại phải ngược lại, nó cũng lại phải tì đỏ. Đúng rồi ạ. Đỏ lúc đã đỏ mà đó. Em đánh ba đầu đi em còn để bạch thủ em ù chứ em đánh ba đầu đi lại mất ù chứ. Đúng rồi ạ. Sợ càng cờ cái khó lại càng dễ ù. Chi Chi ạ. Phương Bá Điệp đang chào chị Ngọc Thư. Chào Điệp đẹp trai nhá. Hôm nay có mini game gì không em? Nguyễn Quân mạn phép xin hỏi anh Mốt Một năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Chào bạn, mình sinh năm 80 bạn nhá. Ồ, 80 là tam hợp với tuổi em đấy anh nhá. Yeah. Vâng, bây giờ hôm nay em thế thì biết. Đúng rồi, thế thì anh em mình ngồi với hai buổi rồi đúng không? Mà từ giờ cuối năm còn giải nữ Trần Vương nữa, anh hy vọng là tiếp tục được song hành với em. Không, nữ Trần Vương thì em phải tham gia thi chứ anh. Ngày nào không tham gia thì anh lại mời em lên trường quay. Thế hy vọng là em sẽ được vô địch lần nữa. Em vô địch năm 2016. Vâng, đúng rồi ạ. Năm 2016 thì năm đấy là đầu tiên là giải giữ Đan Vương chứ nhỉ? 2015 nhỉ? Năm đấy là lần thứ hai. Lần thứ hai rồi, đúng không? Vâng, 2015 là bắt đầu. Cũng vẫn nhớ. Ngọc Anh 80 tuổi nhé. Ăn ngũ văn ngũ vạn được ạ. Tẩy đỏ anh nhờ. Anh ba chứ. Anh đang đắn đo xem chờ con gì. Em đoán thế thất. Đấy. Ba ấy cửa chờ thất rồi. Đúng không? Anh ấy chờ rồi, anh ấy đắn đo. Đắn đo đúng rồi. Hai đề chọn một. Vâng ạ. Anh hai chọn đề chọn đấy một ạ. Và ngũ dợ chọn rất chuẩn. Chắc chắn là có tôm đấy ạ. Ngũ chờ thất. Bạch định tôm ạ. Hay quá. Tuyệt vời. Chúng ta cùng chờ xem nếu anh để ngũ anh có ngủ không nhá. Ồ. Hết sạch không còn cái ngũ nào. Anh tính chuẩn đấy ạ. Rất chuẩn và còn tới một chắn thất văn. Vâng. Không nhưng mà thực ra nước này lựa chọn rất khó khăn đúng không? Em để lại thất này, thất vào thất sách này là tròn nhá, được thế bài gọi là nọc mỏng rồi. Nhưng mà em nhìn rất mạo hiểm còn một chắn thất văn. Ngũ là cũng nhìn thấy tròn bài là hết rồi. Anh ấy cầm như thế này, anh cầm đến 5 cái ngũ và nhà trên ăn một chắn ngũ đúng không? Hai thực ra hai cây đều rất là cạn và anh ấy chọn một nước. Anh đánh ngũ đinh chờ thất và còn nọc còn đúng chắn thất văn luôn. Vâng. Rất may mắn đấy ạ. Chắc là anh cũng có sự tính toán đấy anh ạ. Cũng có sự tính toán một chút. Em chào anh Huy Đình nhá, chào tất cả các anh chị em đang theo dõi trên kênh Fanpage của Sơn Đình ạ. Vâng ạ. Chúng ta đang ở vòng bán kết giải đấu Vương Gia Đại Chiến 2020. Giải đấu được Sơn Đình tổ chức để tri ân các bậc vương gia có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Sơn Đình nói riêng và cho sự phát triển của cộng đồng yêu chắn dân gian chúng ta. Đỏ thì đợi con gì cũng lên, đúng rồi ạ. Đúng là cũng có một chút may mắn. Có một chút may mắn, vâng ạ. Thì không ai tính cái chuyện mà đọc được một chắn đúng ở trong nọc là vâng, rất khó, không gần như không thể ai đọc được một chắn. Vâng ạ. Đọc ba đầu thì có. Đấy, đọc ba đầu thì đọc được nhưng một chắn thì tôi nói rất may mắn được tình huống đấy. Nhưng vâng, nếu để lại ngũ thì cũng không ngủ được. Đúng không? Đúng rất là may. Đỏ. Còn đúng đỏ, là đỏ có một chút gì đấy dẫn đỏ là may mắn. Ngũ vạn ạ. Ăn ngũ đánh bát, bát sách. Nhị văn, chiều chiều chim vịt kêu chiều, nhớ người quân tử khăn điều bắt vai. Anh Vương Gia 999, 9 người số 9 gọi ủ với bát giữa cửa trì rồi. Ăn hai chiếu, ăn hai chắn dưới chiếu nhá.
ăn bắt văn và đánh đi nục vạn đấy, chúng ta cùng chờ xem. Rộng rồi, rộng mất rồi. Chì ạ. Chì thôi. Nếu mà lên con bát sách thì đẹp. Vâng, vẫn còn bát sách nữa, vẫn còn gây bát sách nữa. Vâng, anh có xem có xén được không? Hình một không chắn xén chi. Ờ, xén được. Xén được. Xén được. Xén được anh không rất xén. Rất là tiếc ạ. Thế bài này cũng gá để gá nước nào rồi. Có kiểu vạn có chi chi. Anh đánh thế cũng đúng bài thôi. Anh đánh tức là anh đánh an toàn. An toàn, đánh nước cây bài gọi là không xén để nó nành bài. Chúng ta cùng trở lại với trận bán kết 2. Xem các chắn thủ của chúng ta như nào. Anh vui vẻ đã vượt lên vâng, đầu rồi ạ. Đứng đầu với 93 điểm. Anh Áp Ben đứng thứ hai với 41 điểm dương ạ. Anh Nguyễn Văn Đoan và anh Phạm Hương Trà sẽ phải cố gắng rất nhiều ạ. Chắn thứ 12. Bạn mắt sách chi chi, ba gian nhà nát, bạn đi cho rồi. Đi cho rồi, đang rất hay ạ. Nhà anh Đoan tẩy đỏ nhìn rõ anh nhỉ? Nhớ ơi. Có vẻ như hai nhà trèo cánh cùng nhau tẩy hay sao ấy. Chị ngồi bên cạnh anh nick gì vậy anh Tào? À, em xin trả lời anh Hoàng Mạnh Tùng là nick của em là Nguyễn Ngọc Thư ạ. Phạm Hương Trà gọi ừ thất sách rồi ạ. Vâng ạ. Nắng to che mắt khỏi quàng, cầm chắc tay nải để vàng khỏi rơi. Thất sách cửa nhà chéo. Đánh tam văn. Xuông. Xuông thôi, rất nhẹ nhàng. Hy vọng thất văn nhưng mà. Hy vọng thất văn nhưng không có. Thất văn sâu. Rất sâu, còn nguyên bộ tôm ở trong nọc ạ. Chi chi nên thì... Chi chi nên áp bèn à? Anh áp bèn nước à? Anh áp bèn cưỡng chi. Anh áp bèn cưỡng chi. À. Chi ngay sau. Vâng, đúng rồi ạ. Tiếc quá nhỉ. Vâng, anh Nguyễn Đức Phả đang cổ vũ anh áp bèn cố lên. Vâng ạ. Bạn nữ sinh năm nhiêu thế? Bạn nữ sinh năm 1990 bạn nhé. Em là 18 cộng ạ. Chị ở hội nào cho em tham gia với? Vâng, Nguyễn Ngọc Thư có môn nick ở chắn hội nèo tôm. Và em có môn nick là em cứ thế đấy ở tiêu giao hội. Bạn có khả năng để tham dự được hai cái bang hội này không ạ? Làm rẻ hai bang hội này hơi khó. Nèo tôm trước có cái giải kén rể nèo tôm anh phải không em? Anh thắng vâng, nhỉ? Đúng rồi. Rất hấp dẫn. À em còn nhớ là có năm là đánh theo cặp anh nhỉ? Ừ, có. Anh có nhớ là có. Cái năm nào ấy nhỉ? Mình đánh theo đâu? Cặp nam nữ. Hôm nay em bên Hà Nội và có một lần anh cũng tổ chức cái Hà Nội tổ chức đầu tiên vâng. Gọi là cặp đôi hoàn hảo. Đúng rồi, cặp đôi hoàn hảo. Cặp đôi hoàn hảo. Em nghĩ là cái đấy rất là hay, có thể là một hôm đẹp trời nào đó anh hôm nào mình tái khởi động lại vâng cái cặp ạ. Đôi đúng không? Vâng, cái đấy. Và anh xin phép anh xí là anh đánh cặp với em được không? À nếu mà anh không thực ra thì cái tay đánh chắn của em hơi bị non. Em đánh chắn thì may là chính thôi chứ còn em đánh thì non lắm. Nếu mà anh có thể gánh được em thì ok. Anh gánh ăn con đua anh còn cõng được em cơ, gánh chứ ăn đua thì. Bát văn ạ. À, anh Nguyễn Đức Thỏa đang mắng em hư à. Chi vui vẻ 12 gọi ù ngũ văn rồi ạ. Vâng ạ. Tuyệt vời quá. Mẹ ta không có yếm đào, nón mê thay nón quay thao đội đầu. Có vẻ như anh Đoan bị đè. Lèo ạ. Vâng, 5 điểm. Chúc mừng anh vui vẻ 106 điểm dương rồi. Vâng ạ. Chúng ta sẽ phải giành giọt nhau từng điểm giống như trong bóng đá ấy, các bạn nhé. Nhất được 3 điểm ạ. Chúng ta gọi điểm đấy nó gọi là điểm trận. Vâng ạ. Anh Lưu Đức Hòa có hỏi là anh ở Hà Tĩnh mà không biết tham gia hội chắn nào cho hợp lý. Thật ra thì hội chắn ở trên sân đình ý, anh cảm thấy là anh hợp anh với hội hợp nào? Với cả cái phong thái, phong cách của hội nào thì anh có thể tham gia hội đó. Tại vì hội chắn của mình là giao lưu tất cả mọi người trên tất cả trên cả nước anh ạ.
Thế nên là anh có nhiều bạn ở đâu thì anh tham gia ở đó. Nếu ở gần thì anh có thể tham gia hội chắn xứ Thanh, hoặc là nếu đang học tập sinh sống ở Hà Nội thì anh có thể tham gia hội chắn Hà Nội, hội chắn Hà Tây. Vâng, hay là vào những bang hội mà nó ít cái nét địa phương hơn, giống như là chắn hội Đèo Tôm hoặc Tiêu Giao hội. Vâng. Ngoài ra chúng ta sân đình cộng đồng chắn dân gian của chúng ta có rất nhiều bang hội, ngoài ra có Thành Nam SD như là hội chắn Nam Định, chắn hội Hải Phòng. Vâng ạ, hội chắn Hải Dương, hội chắn Hưng Yên, đúng không? Chúng ta rất có hội chắn Bắc Ninh nữa. Đấy, hội chắn Hà Tây, hội chắn Bắc Ninh, hội chắn Đất Tổ. Rất nhiều hội chắn Ninh Bình nữa ạ. Tôi kể cũng vẫn còn thiếu. Bạn cảm thấy có bạn bè sinh hoạt ở hội chắn nào thì vào hội chắn đấy là phù hợp. Nguyễn Ngọc Anh, Vịnh Khác đi em. Vâng ạ, Vũ Văn nên em sẽ đọc câu cơ khác. Vâng, cũng là sắp đến vụ gặt rồi. Thất Văn ạ, Vũ Văn, cấy xong ngồi nghỉ trên bờ, đầu còn đội nón đã mơ mùa màng. Ngũ Vạn, Lục Vân Tiên ăn chắn rồi. À vâng ạ, Phạm Văn Giang đang trách mốt là hội chắn MU to thế không thấy nhắc. Vâng ạ, chúng ta còn hội chắn MU nữa ạ. Hội chắn MU có một nét đặc trưng là fan hâm mộ của câu lạc bộ Manchester United. Đấy, và cái tên của hội chắn cũng anh như vậy. Phạm Hương Trà đã Phạm Hương Trà gọi U. Vẫn tiếp tục, đúng là đen đúng không em? Đấy vâng, nó đen là vài thế, nhiều khi một cái đỏ thôi nên cái dính ngay. Tuy là nhà dưới họ cũng thèm hết chứ, nhưng mà nhà trên họ cũng thèm, nhưng mà anh tiếp dính tục ngay là cả. Bạch Định có hại đốm hai cái chi. Tiếc quá. Trai nội, nội trai, không biết anh Mốt có đọc được bình luận của em hay không. Không. Hay cho qua vậy. Bạn hỏi gì vậy ạ? Bạn trai nội mình không nhìn thấy comment của bạn. 10 năm gắn bó và đóng góp sân đình, nạp rất nhiều tiền mà không có ý gì riêng ưu đãi. Có câu hỏi đấy à? Anh hỏi câu đấy đấy. Thì anh cái này phải hỏi là anh đã đóng góp gì cho sân đình rồi. Thực ra thì nick của anh là gì ạ? Bạn chơi nick gì ạ? Nó có một cái khó như này, cái bạn nên tương tác nhiều hơn với cộng đồng, với sân đình. Vâng ạ, đấy cái khía cạnh đấy là cái cạnh đầu tiên để cộng đồng, để sân đình và cộng đồng biết đến bạn nhiều hơn. Chứ còn bây giờ cũng khó, thời điểm trước cũng chia sẻ với bạn, thời điểm trước là sân đình có trừ điểm công thần theo tháng, và cho nên sẽ cũng có nhiều chắn thủ có nhiều đóng góp nhưng mà cái điểm bị hệ thống tự động trừ đi. Cho nên là sân đình cũng không ghi nhận được, rồi các bạn cũng không tương tác với sân đình, cũng không tương tác với cộng đồng. Cho nên là cũng khả năng sẽ có nhiều, rất nhiều người đóng góp rất nhiều nhưng anh mà Đoan ù rồi ạ. Vâng, nhưng mà đã có thể không được cộng đồng và được sân đình biết đến. Thì có thể thời gian tới bạn chia sẻ nhiều hơn nhé. Anh Nguyễn Văn Đoan đã ù, chúng ta cùng chờ xem ạ. Tôm vẫn là cái bát xấu. Vâng. Nhưng may có cái tôm sẵn rồi. Vâng, có tin cho biết là anh Phạm Nguyễn Văn Đoan anh khai ù và chúng tôi đang kiểm tra lại. Vâng ạ, đúng là khai ù thật ạ. Bây giờ anh mới khai ù, ván thứ 10 năm trước khi đổi chỗ. Và theo cái kinh nghiệm thì ván này anh sẽ lại ù tiếp. Anh để ý rất nhiều những cái ù khai ù muộn. Ván này sẽ thông đấy ạ. Thế thì để mọi người cùng xem anh có đoán đúng không ạ? Trăm điểm tròn. Số điểm rất đẹp ạ. Số điểm rất đẹp. Chúng ta cùng đến với trận bán kết 1 các bạn nhé. Ở thi đấu số 1, vâng, ở khu Vương Gia, khu nội điện. 3x bao nhiêu điểm đây? 127 điểm cơ ạ.
rực rỡ quá. Anh 999 vẫn đang giữ ở vị trí thứ 2. Anh 9 Vương 9. Gia 9 số 9 đang đứng thứ 2 với 39 điểm, vẫn tiếp tục là một con 9. Vâng, và đứng thứ 3 là DPK 8680 đến từ hội chắn Hải Dương. DPK cố lên bạn nhé. Anh Di Di Gia Di, vâng, vốn gọi là anh Véo đấy ạ. Anh đứng vị trí thứ 4 với 89 điểm. 3X tiếp tục gọi ù với Ngũ Văn rồi. Quá đỏ anh nhỉ. Quá đỏ, ngũ cung, ngũ nhạc nên thơ, ngũ thường nên đạo, chơ vơ ngũ ngồi. Anh Tuấn Anh Lê đang hỏi là chia sẻ rồi có nhận được quà gì thế. Anh nhận được bảo ạ. Nhận được bảo ạ, vâng ạ. Thông tôm. Anh xem anh ấy thông mấy ván rồi. Vâng, một chắn chi ở trong nọc cơ, chúng ta cùng xem anh ba x anh thông mấy ván rồi. Vâng, ván thứ 3 rồi ạ. Thứ 3 liên tiếp ạ. Ván thứ 3 liên tiếp sau một ván gà 36 điểm. Thông, và ván này là thông tôm. 142 điểm dương ạ. Rất rực rỡ. Nhưng mà chứ cũng chưa nói lên điều gì các bạn. Chúng ta vòng trận bán kết chúng ta sẽ thi đấu hai lượt trận, lượt đi lượt về, tính điểm chung cuộc. Các vương gia hôm nay là sẽ lượt đi, ngày mai chúng ta sẽ đến với trận cuối cùng lượt về để xác định bốn vương gia, bốn cái tên mà xuất sắc kèm với may mắn nhất của giải đấu năm nay sẽ vào trận chung kết. Em có thể chia sẻ với mọi người đấy về cái giải thưởng của trận chung kết hôm nay rất hấp dẫn phải không em? Đúng rồi. Đấy. Trận bán kết cho anh. Trận chung kết của chúng ta có giải nhất sẽ là xe máy SH1 CBS 125 đúng không? Giải nhì là một cái đồng hồ thông minh của Apple CG5. Giải ba là một cái Samsung Galaxy A71. Giải tư của chúng ta là Smart TV 43 inch của Sony. Giải thưởng rất là lớn ạ. Rất hình hướng, nó xứng đáng với những đóng góp của các vương gia. Vâng. Sơn Đình tổ chức cái giải này để tri ân các vương gia. Hoàn toàn không đóng phí, không đăng ký. Toàn bộ là khách mời. Vâng. Của Sơn Đình. Đặc trưng của giải vương gia là thế. Cuối năm anh chúng ta còn gặp lại nhau ở cái giải công thần nữa. Vâng. Cũng là một cái giải đấu tri ân cộng đồng. Giải công thần thì có mở rộng hơn. Chúng ta có các bậc công thần đóng góp theo nhiều tiêu chí. Em chúng ta còn có 12 trạng nguyên. Cái trạng nguyên là người vô địch trạng nguyên hàng tháng đấy ạ. DPK ù chi chi ạ. DPK gọi ù chi chi ở cửa nhà anh Di ra Di. Ví đem vào tập đoàn trường thì treo giải nhất chi nhường cho ai? Đúng thật, bạch thủ chi đúng ạ. 13 điểm. Chúc mừng anh. Rút ngắn cái khoảng cách rồi. Vâng. Đẩy anh chỉ lúc này chỉ còn này Vương Gia Di đứng cuối cùng đôi âm 107 điểm, rất xa và anh sẽ phải cố gắng rất nhiều. Anh Lý Vinh đang hỏi là muốn tham gia chơi thì tham gia thế nào? Anh có thể tải chắn qua trang chấm.com ạ. Anh vào đó và tải chắn về máy anh nhé. Hoặc là nếu mà anh có thể chơi luôn ở trên máy tính qua trang đó luôn được ạ. Anh vào chấm.com hoặc sơn đình.com ạ. Vâng ạ. Anh tạo tài khoản và có thể chơi trực tiếp ở trên web. Nếu như anh chơi qua máy tính, còn anh chơi qua các thiết bị di động thì anh vào CH Play hoặc là vào diễn đàn, vào sơn đình.com. Vâng ạ, tải. Nếu anh dùng iOS, anh tải về anh có thể chơi trên các thiết bị di động. Nhất cận trên vương bộ bài chắn có cái gáy đẹp nhỉ? Vâng ạ, đúng rồi. Bạn rất tinh ạ, bộ bài gáy bài của chúng ta là hình con rồng, một con rồng cách điệu. Vâng ạ, và các vương gia của ta của chúng ta là xứng đáng với những cái đó. Tất cả đây là khu nội điện, là khu sân chơi có thể nói đặc biệt và đẳng cấp nhất của cộng đồng chắn dân gian Sơn Đình chúng ta. Nội điện rất khó. Vâng. Chúng ta cần những cái yêu cầu rất đặc biệt. Vâng. Nên trên này anh có thể chia sẻ với em, lên trên này kể cả có nhiều bảo, có nhiều điểm công thần nên được nhưng chưa chắc đã vào được bảng. Nếu như mà các vương gia kia mà nên bên trên này mà thể hiện không thể hiện được cái nối chơi đẹp là sẽ bị cộng đồng tẩy chay, và khi mà đã bị tẩy chay thì không vào được bàn thi đấu. Đấy. Có nhiều rất nhiều tính năng để nó thể hiện cái sân chơi đẳng cấp. Chào anh Hà Mạnh Kiên ạ.
đề nghị các mốt thêm ít màu gáy ở các khu khác nhé. Vâng ạ, đó dần dần chúng ta sẽ nâng cấp lên thôi ạ. Vâng ạ. Nhị Văn, anh vui vẻ ù Nhị Văn ở đâu anh? Appen ù Nhị Văn nhảy cửa thế thì bị đè rồi ạ. Bị đè rồi. Phạm Hương Trào đè anh Appen con Nhị Văn rồi ạ. Vâng, chúng ta cùng chờ xem anh Phạm Hương Trào ù gì đấy. Xuông thôi. Xuông có đè. Xuông có đè. Có lần em ngồi chắn chiếu với cả tiêu gia hội nhà mình ấy, ù xuông có đè là mình cứ quên mất là trả thêm tiền tiền đè đấy. Chào anh Hà Mạnh Kiên, vâng ạ. Chào Điệp Nhập. Chào tất cả các anh chị em đang theo dõi. Khi nào đánh trận chung kết vậy? Vâng ạ. Chúng ta đang hôm nay chúng ta thi đấu lượt đi của vòng bán kết, gồm có bán kết 1 và bán kết 2. Ngày mai thi đấu lượt về. Và ngày 23 thì chúng ta tạm nghỉ một hôm và trận chung kết giải đấu Vương Gia Đại Chiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 24 tháng 9 các bạn nhé. Tối thứ năm ạ, 24 tháng 9 và vẫn tiếp tục trận đấu đó sẽ được tường thuật và bình luận trực tiếp trên kênh fanpage của Sơn Đình. Anh Lê Quang Trung đang hỏi là ù hoa rơi cửa Phật nghĩa là sao? Anh trả lời đi anh. Vâng, ù hoa rơi cửa Phật nghĩa là bạn ù trì bạch thủ cây nhị vạn và bạn có chắn hoặc cạ có cây ngũ vạn ở dưới chiếu. Vâng, ăn chắn hoặc cạ có cây ngũ vạn đấy, có cây ngũ vạn ở dưới chiếu, bạn ù trì bạch thủ cây nhị vạn. Nhị vạn đấy thì cái hình tượng cây ngũ vạn là hình tượng của ngôi chùa và nhị vạn là hình tượng của hoa, bông hoa đấy. Mặc dù nó là trái đào nhưng mà trong dân gian chúng ta vẫn thường gọi là hoa. Anh có thể ăn chắn hoặc cạ cũng được, hoặc cạ cũng được, miễn sao có cây ngũ vạn và ù trì bạch thủ cây nhị vạn. Vâng ạ. Ở trong diễn đàn Sơn Đình .com ở phần luật chơi chắn Sơn Đình, vâng ạ, các mốt cũng có những bài viết hướng dẫn rất cụ thể về luật chơi chắn Sơn Đình, rất chi tiết từ cách ăn đánh đến những cước ù, cách tính điểm, vâng ạ. Các bạn hãy truy cập vào Sơn Đình .com hoặc chắn phỏm .com, các bạn tìm hiểu về cái sân chơi giải trí của cộng đồng yêu thích trò chơi chắn dân gian. Cước cá lội Sơn Đình cũng tương tự anh nhé. Thay vì là đổi con cá đúng không em? Nhị vạn thì là mình sẽ ù bát vạn ạ. Cũng ăn chắn hoặc cạ ngũ vạn ở dưới chiếu. Phạm Hương Trà gọi ù cái bát văn rồi. Không có gì đây. Ván trước anh ù rồi. Vâng, ván trước ù xuông có đẻ. Ăn tứ đánh tứ. Vâng ạ. Hay quá. Có lèo ạ, thông lèo. 6 điểm ạ. Chúc mừng Vương Gia Phạm Hương Trà. Vâng ạ. Chúng ta cùng đến với trận bán kết 1. Anh Trần Đại Thắng hỏi là cho mình hỏi điều kiện để được gọi Vương Gia là gì? Điều kiện được gọi Vương Gia theo em hiểu là gì trước khi anh giải thích? Em có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình. Tại sao lại được gọi là Vương Gia? Thật ra là Vương Gia thì nhắc đến từ Vương Gia thì em liên tưởng ngay đến những đại gia. Đầu tiên như thế, cũng có chữ gia ở trong đấy. Rồi, thế em nói tiếp. Những chắn thủ mà có thể là cũng hơi khó giải thích, anh giải thích đi. Anh giải thích một khái niệm rất đơn giản như này thôi. Dạ. Các Vương Gia là những chắn thủ chơi ở trên vương phủ. Một khái niệm rất đơn giản, anh chỉ giải thích khái niệm rất đơn giản. Vâng, đây này, chúng ta cùng đến với cái giao diện chủ của Sơn Đình đúng không? Chúng ta gồm có cái đầu tiên là dân hàng hạ này, dân hàng thượng này, khu cao cấp hơn một chút chúng ta là lý trưởng đúng không? Rồi đến khu thương gia, chúng ta khu chánh tổng và khu cao cấp nhất của Sơn Đình đó là khu vương gia. Khu vương gia ở đây chúng ta vào gồm có hai khu là ngoại điện, nội điện và ngoại điện. Đấy, và chúng ta đang thi đấu ở khu nội điện, nghĩa là khu cao cấp nhất của cộng đồng chắn dân gian Sơn Đình. Cho nên khái niệm vương gia được hiểu nôm na là các chắn thủ thường xuyên chơi ở trên khu vương phủ. Vâng ạ. Chào Ân Ngố nhá. Ân Ngố pha sữa cho con chứ em.
hay một ván anh hoa Nốt nữa. Ơi, có cước cuốc đất trồng hoa hay cước cá vọt đầu thuyền không? Không bạn nhé, chắn sân đình không có những cước đấy ạ. Cuốc đất trồng hoa. Cuốc đất trồng hoa. Em nhớ là có lần anh Mốt Chín có tổ chức cái giải cho phụ nữ ạ. 2014 thì phải. Vâng, có anh ấy tự đề ra cái đấy là cái sự kiện thôi, sự kiện anh nhớ cái cước đó là có Lục Vạn này, Lục Hoa Đào này, vâng ạ. Cuốc đất trồng hoa tặng quà phụ nữ, cái sự kiện mùng 8 tháng 3 anh cũng nhớ. Đúng năm rồi. Đấy 1119 tổ chức đấy, thực ra là cái sự kiện là cần có những cây bài đấy, vâng ở ạ. trên tay và dưới chiếu đấy, nhưng mà còn cái cước đấy thì thực sự nó rất khó, sân đình không áp dụng. Thực ra khi mà đưa nhiều cước vào quá thì nó dẫn đến nó loạn cước, vâng, và nó không đúng với cái thú chơi này. Thực ra là chúng ta đưa đến cái cước mà nhà đồng xe hơi hoa rơi cửa vật hoặc ngư ông bắt cá cũng đã là một cái gì đấy nó cũng em nhớ nó rộng lắm rồi. Em cũng đã ủ cái cước phạm, rồi. Phạm trù của chắn nó rộng quá rồi. Nếu bây giờ lại cuốc đất trồng hoa, cá vọt mạng thuyền, hoặc là có nhiều bạn giới thiệu cho sân đình cái cước là chùa đổ nát hoa. Vâng. Cái gì đấy chùa đổ hoặc là cá vọt, cá nhảy mạn thuyền chẳng hạn. Các cụ ta thì thường vẫn là kiêng chim sa cá nhảy. Thực ra những cái cước đấy nói lên từ cái tên gọi nó cũng đã không có cái gì đấy, nó có cái gì truyền thống. Thực sự nó cũng đã có kém cái ý nghĩa đi rất nhiều. Đấy, mà cái chủ trương chung thì là sân đình cũng không muốn phát triển quá nhiều cước, vâng ạ. Như này là cũng rất là nhiều. Nhiều cước rồi, rất đa dạng cái cước dù rồi. Đa dạng. Vâng. Tôi nghĩ là không trong cái tầm nhìn 1-20 năm tới thì không sẽ dự đoán sẽ không có phát sinh cước đâu. Anh nghiên cứu cái cước mà hoa rơi cửa Phật thì anh được biết là từ những năm 80, vâng, 90 nó đã bắt đầu xuất hiện ở khu chợ Đồng Xuân. Vâng. Đấy, cái này mà một chấn thủ cao tuổi chia sẻ. Đấy, cũng phát hiện ở khu chợ Đồng Xuân thì cũng đầu tiên cũng chỉ 1-2 khu vực chơi cái cước này thôi, xong rồi cứ đồn thổi nhau. Chính vì không có cái dị luật cho nên bây giờ trong dân gian chúng ta vẫn đang tranh cãi, có vùng chơi cước này bắt buộc phải có chắn ngũ vạn nhưng có vùng chỉ cần kệ. Đấy, vì nó cũng không phổ cập, nhưng cái cước hoa rơi cửa Phật thì anh nhớ không nhầm nó xuất hiện năm đầu những năm 90. Anh Ba X ô kiểu văn đầu những năm 90 ở khu vực chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Liệu có Bạch Định không ạ? Ồ. Vẫn là đốm thôi, đánh có tôm ạ. Anh Trung, anh Lê Quang Trung đang hỏi là nếu trong sân đình ù thì ù như nào là to nhất? Em thấy hoa rơi cửa Phật cũng to rồi. Thực ra cái nước hoa rơi cửa Phật mới chỉ có 25 điểm thôi anh ạ. Còn nếu mà to nhất thì cũng như vừa nãy em với cả anh Tào chia sẻ đấy, nó cũng rất là vô cùng. Và hiện tại là cái cước to nhất đang là 81 điểm đúng không nhỉ? 81 điểm. Dạ. Hiện tại cước to nhất đang là 81 điểm anh ạ. Còn cước hoa rơi cửa Phật mới chỉ có 25 điểm thôi ạ. Trần An, anh Tào đã nghiên cứu cước ù 20 đỏ chưa? Trong chắn thì không có cước đấy, không có cước ù 20 đỏ. Nhưng mà chia sẻ với bạn một chút. Vâng ạ, ở trong tổ tôm năm 1981 thì ở cái đấy là Sở Văn hóa Hà Nội có tổ chức cái giải tổ tôm và có đề ra cái cước dành cho 21 cây đỏ. Cái cước đấy được tên gọi là Bạch Toàn Hồng. Năm 1981 ở công viên Bách Thảo. Vâng ạ. Cước bài toàn cây đỏ và giải đấy là giải tổ tôm, và thời đấy các cụ nhà ta đặt cho cái tên cước đấy là cước Bạch Toàn Hồng. Tổ tôm là có trong 120 quân đúng không anh? 120 cây. Vâng. Chúng ta đánh hết 120 cây. Trong đó có đủ bộ từ nhất đến cửu. Thực tế bộ bài chắn của chúng ta là mới dùng từ nhị đến cửu và bổ sung 4 cái yêu thôi. Dạ. Đấy, nhưng mà trong bài tổ tôm thì từ nhất đến cửu cộng với 4 bộ yêu nữa là tròn 120 cây. Cái chắn chúng ta là thoát thai từ tổ tôm rồi. Dạ đúng rồi. Cái chắn thoát thai từ tổ tôm một cách đơn giản hóa đi. Quyện nó cũng phù hợp với cái xu thế thôi. Cái tổ tôm nó rất khó, nếu ở chế độ xưa đặt vào cái hoàn cảnh bối cảnh những năm ở cuối thế kỷ 18 thì phải nói là chỉ có trình độ mới học được cái tổ tôm này thôi.
đấy, phải có chữ, có trình độ, đúng không? Đầu tiên phải anh nghĩ là có chữ, phải có điều kiện kinh tế thì mới chơi được. Mới học, mới học được luật cái này, nghĩa là phải có chữ thì mới tiếp thu được luật. Luật tiếp theo là đến phải có trình, có kinh tế, có khả năng thì mới chơi được. Cái tính thú chơi này nó rất tốn thời gian. Dạ. Đấy, nó mất rất nhiều thời gian. Bạn Nguyễn Thanh hỏi gì ạ? Nguyễn Thanh hỏi gì bạn ơi? Về điện thoại thì chơi thế nào? Mốt 16 đã trả lời bạn ở comment bên trên rồi nhé bạn nhé. Vâng ạ. Nguyễn Đinh anh Mốt cho hỏi lại bài bốc nọc từ bên nào ạ? Bốc nọc từ bên trái có phải bạn nhé? Khi mà hết nọc thì tôi sẽ mở nọc cho bạn xem. Vâng ạ. Sẽ tính từ bát đây ạ. Sang đến nếu ở hình bài này là cây nọc cuối là sẽ ở gần nhà anh Di Di Gia Di ạ. Cây nọc cuối cùng ạ. Từ mình sẽ tính từ đầu là từ trái qua phải. Cây nọc cuối sẽ ở gần cửa nhà Di Di Gia Di nhất ạ. Vâng ạ. Anh Cường Trương ạ. À? Anh hỏi là liệu Sơn Đình có đưa tổ tôm vào không ạ? À? Vâng ạ. Thực sự cái mong ước mà khôi phục được cái game tổ tôm, vâng, khôi phục được cái thú chơi mà tao nhã, cái thú chơi truyền thống của ông cha ta, nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng, 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng thì là thực sự nó đó là cái giấc mơ ấp ủ của Sơn Đình, vâng ạ, duy trì cái thú chơi này, cái thú chơi tao nhã của dân tộc của ông cha. Và Sơn Đình cũng đã có dự án các bạn nhé, cũng đã bước đầu, cũng đã có những cái động thái để xúc tiến để gây dựng một con tổ tôm chơi ở trên tổ tôm mana, chơi chúng ta chơi trên máy. Sắp hết nọc rồi chưa ai gọi ủ ạ? Chúng ta cùng chờ xem, chỉ còn một cây nữa thôi, cây cuối cùng đấy ạ. Lục Văn. Văn cũng hơi. Ồ. Có nhà gọi ủ rồi, H99. Văn Phương Gia 9 có số 9 gọi ủ với Lục Văn ạ. 1 2 3 4 đúng rồi, phải có nhà ủ với Lục Văn này, nè nẻ một cây lục mà. Chờ xem. Cái nục cuối cùng đằng sau là cái nhị sách. Nhị sách nên cũng có nhà ủ đấy em ạ. Nhị sách nên có nhà ủ đấy. Nhị tất cả đều bỏ nhị mà anh. Đâu, ở ngoài là tròn 4 còn cây. Còn mỗi anh DPK thôi. Nhị ngoài còn 4 cây, vâng, thì chắc chắn phải một nhà cầm một cây nữa. Hai cây cuối nên cây nào nên trước cũng đều có nhà ủ. Vâng. Vâng, anh Lâm Đinh mong chờ tổ tôm. Vâng ạ. Anh có thể cho bọn em xin số điện thoại không ạ? Vâng ạ. Nếu anh là một người biết chơi tổ tôm, anh hãy để lại số điện thoại. Vâng, có một lúc nào đấy khi mà Sơn Đình làm được game tổ tôm, vâng ạ, sẽ thông báo trực tiếp đến anh. Đúng rồi ạ, tổ tôm là đỉnh cao, vâng ạ. Chơi tổ tôm mới là đỉnh cao. Rất cảm ơn anh ạ, vâng ạ. Thực ra cái nước tổ tôm nó biến hóa vô cùng. Nó giống như mà một bộ hormone tổng hợp giữa chắn và phỏm vậy. Nó rất biến hóa, ăn dọc ăn ngang, vâng, xoay dọc rồi lại xoay ngang, xoay tới nước nợ quay sang nước ù. Biến hóa vô thủy như thánh thơ Nguyễn Tiểu Thương đã chia sẻ, đúng không? Biến hóa vô cùng và rất rộng. Anh Gigi Gia Di chưa ủ ván nào, chưa khai. Vâng, em cảm ơn anh Nam Đình ạ. 097411. Vâng ạ, à, em sẽ lưu số của anh lại. Anh chụp ảnh là được mà. Ừ. Đây đây đây. Thì anh không phải. Phạm Vũ Huy muốn chơi tổ tôm, vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ, em nhận được số của anh rồi, 035254 ạ, vâng ạ. Rất cảm ơn các anh. Có thể một lúc là thời điểm nào đấy bọn em sẽ liên hệ, cũng nhờ các anh tư vấn. Vâng, hoặc là sẽ báo đến anh nếu như chúng em có game tổ tôm. Rất cảm ơn các anh đã để lại số điện thoại. Vâng ạ. Di Di Gia Di gọi ù với Thất Văn rồi. Âm 119 điểm. Anh khai ù ván đầu tiên ạ. Chúng ta cùng chờ xem ván thứ 20 rồi. Người đẹp của chúng ta đang báo là anh khai ù ván bạch thủ tôm. 5 điểm và âm 104. Chúng ta còn 12 ván đánh nữa và còn cả một trận lượt về. Anh ơi, có thể chuyển sang bàn bên kia. Vâng. Theo dõi một chút. Mỗi người, chúng ta trở lại với trận bán kết 2, chúng ta cùng xem ạ. Vâng ạ, Phạm Hương Trà, Ben.
cũng chưa có gì thay đổi nhiều anh không nhỉ? Không thay đổi vì nhiều vị trí anh vẫn anh Aben và anh vui vẻ vẫn đang dẫn đầu Phạm Vương Trà và anh Phạm Văn Đoan sẽ phải rất cố gắng đây. Ván thứ 23 rồi. À anh Nguyễn Giang ạ, rảnh qua xem văn hóa vườn hoa Pasteur lúc nào cũng có hai sới với 10 cụ chơi ạ. Vâng, chia sẻ với anh là ở chỗ này thì từ lúc có Covid lúc trước là bọn em cũng đã ra đây rồi ạ. Vâng ạ, từ lúc bùng nổ cái đại dịch Covid thì các cụ nhà ta cũng không tụ tập nữa rồi. Đấy, em cũng biết ạ. Vâng ạ. Thứ văn đi rồi ạ. Hóa ra là anh cũng hay ra chỗ này ạ. Vâng ạ. Anh Nguyễn Giang ạ. Vâng ạ. Em chào anh, cái có cơ hội anh em mình gặp nhau ở vườn hoa Pasteur nhá. Anh lại xin số đi. Anh đó. Anh Nguyễn Giang cho em số chưa nhỉ? Wow. Chỉ có chiếu. Ù cây lục quốc vào mặt. Lục vạn ạ. Vâng ạ. Chi sâu quá. Vâng, anh Nguyễn Văn Đoan và anh Phạm Hương Trà cố gắng lên nhé. Chúng ta sẽ thi đấu hai lượt trận, lượt đi và lượt về cơ. Mọi người sẽ phải cố gắng đến những ván chơi cuối cùng. Tào mới xuống tóc hả em? Vâng ạ, hôm nay em có lịch, biết được lịch là ngồi cạnh với Nguyễn Ngọc Thư xinh đẹp. Em phải đi, chiều nay em phải đi tút lại ngay cái vẻ đẹp trai của mình. Vâng ạ. Thợ cưa bom, thợ cưa bom mốt thuộc chắn hội nào thế nhỉ? Cái này khó tiết lộ quá. Nói ra hơi ngại quá. Mình xuất thân mình từ nèo tôm đi ra, thì sau mình gia nhập tiêu giao hội và bây giờ cũng đang có nick sinh hoạt trên hội chắn Hà Tây. Chia sẻ với bạn thấy Hà Tây là quê hương mình. Thế là anh Ba Mang ạ. Vâng, anh Ba Mang. Ngại quá luôn, chạm vào đúng cái thực sự là cái đấy gọi là gì anh nhỉ? Không biết nói gì, anh đang hơi xúc động. Như là trong cộng đồng thì đang nói là bê mồm. Vâng, tôi đang làm một cái chân bê mồm ở trong tiêu giao hội, đó là trưởng ban cắt phế. Cái chức này là gần như là rất là to đấy ạ. Trưởng ban cắt phế. Cắt phế. Ai mà muốn vào tiêu giao hội là đều phải đi phong bì cho anh. Lâu lâu mình lại dọa lạt tí, đúng không? Mình lại dọa lạt khả năng đợt tới cho bạn ra khỏi hội chắn thế là lại quà quê lại phong bì. Quà quê. Nó giống như kiểu nhắc nhở khiển trách là cái là lại quà ngay. Vâng, cùng quê rồi vâng ạ. Mình quê Hà Tây bạn nhé. Vâng. Cô gái suối hai chàng trai cầu rẽ. Nguyễn Ngọc Anh Tào Ba Mang Cà Me. Vâng ạ, em cũng anh cố gắng Phạm Hương Trà gọi ù cái lục văn rồi, lục văn tiên ạ, giữa cửa và lục vạn không ù nhá. Hay quá, chỉ về thủ rồi, chỉ về thủ là ít nhất sẽ có 60 điểm và chắc chắn sẽ dương. Đúng thế ạ. Vâng ạ, chúc mừng anh, chỉ bạch thủ cái lục văn ạ. Chỉ bạch thủ tôm nữa cơ ạ, 16 điểm cơ. Anh thử bỏ ra em xem anh Aben còn bao nhiêu điểm, 21 điểm. Aben còn 21 điểm. Vâng. Khá sát rồi đấy ạ. Khá sát rồi. Anh Nguyễn Văn Đoan cũng một ván gà nữa thôi thì trận đấu của chúng ta sẽ trở nên rất căng. Chúng ta cùng anh em mình cùng đến với trận bán kết 1. Đúng không? Xem là ở đây chúng ta xem anh Gigi Gigi DPK, anh Gigi Gigi hình như cũng vừa ù được một ván. Xoay xoay, đúng rồi, bằng con gà đây, con gà 13 điểm. 13 điểm. Hai ván trước nó cũng ù ván đây là thông mạch định 5 điểm. Ván sau khả năng thông mạch định. Vâng ạ. Ván trước 5 điểm. Rồi, cái trận lại trở nên khoảng cách ngoài hai vị trí dẫn đầu đúng không em? Vâng. Thì còn ba còn lại thì chỉ cách nhau một ván ù thôi. DBK gọi ù cái tam vạn rồi ạ.
Thanh Minh là tiết tháng 3, Nễ là Tảo Mộ, Hội là Đạt Thanh. Gần ôm xa nô nước Yến Oanh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Bạch Thủ Tôm, cây tam vạn, vâng ạ, cây tam cuối cùng. Có nhà cầm cạ tam văn tam sách rồi. DBK trở về con số dương 34 điểm ạ. Vâng, anh cố gắng ủ một ván to nữa thì thành dương 34 đi, đúng biển của Hải Dương đi ạ. Đang âm 34 rồi. Bạn Trần Thành Đồng, Trần Đồng Thành, có tiêu chuẩn gì để được vào hội chắn Hà Tây ạ? Vâng, thưa bạn, các bạn thì các bang hội trên đình đều có một tiêu chuẩn riêng trong việc kết nạp thành viên của mình nhé. Hội chắn Hà Tây thì bạn nên tìm hiểu, vâng ạ, ở trên diễn đàn có bốc riêng của hội chắn Hà Tây, trong đó thì tôi nhớ không nhầm là đang quê hương Hà Tây hoặc đang sinh sống và làm việc trên mấy cây Hà Tây ạ. Vâng ạ. Ngoài ra các bạn cũng phải thể hiện một số cái tiêu chí khác, như là thể hiện được mình là một chắn thủ chơi vui sống đẹp. Cái đấy là tiêu chuẩn quan rất quan trọng ạ. Nhất ấy. Còn cái bạn làm việc hay bạn sinh sống ở đâu không quan trọng. Đúng rồi. Cái thể hiện mình là một chắn thủ chơi đẹp, chơi để giải trí đúng nghĩa. Đấy, có nhiều cái hoạt động trong cộng đồng để được mọi người, nhiều người biết đến. Nếu như trong trường hợp bạn không được ai bảo lãnh, không có nhiều bạn bè để vào chắn hội thì bạn phải chứng tỏ mình hơn. Anh 3X lại ủ vũ vạn rồi. Xuông ạ. Xuông thôi, vâng. Qua đình ngả nón trông đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Xuông thôi thì cũng thương nhau. Cũng ủ rồi, anh đang nhất bảng mà, anh chỉ cần xuông xít thôi. Anh để con ngũ văn là anh đang có hy vọng là có thể là có thêm một chút xíu nữa. Anh Mốt cho hỏi mấy chị bình luận viên xinh đẹp như chị này. Cho hỏi có mấy chị. À, có mấy chị bình luận ra không nhiều đâu bạn nhé. Vâng. Những người xinh đẹp như em gái ngồi bên cạnh tôi sân đình cũng không có nhiều, cũng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay thôi. Thực ra thì em cũng chỉ là một người chơi như mọi người thôi ạ. Cũng là một chắn thủ thường xuyên chơi trên sân đình như mọi người thôi, thì có thể là được anh Tào ưu ái hơn một chút. Có, em cũng có cái lợi thế riêng của mình, ví dụ như em gần công ty Sơn Đình, dạ, đúng không? Có đấy, cũng là một yếu tố, chứ cũng có nhiều bạn ở xa quá, dạ, cũng không tiện để về bình luận. Rồi em cũng là một chắn thủ mà được nhiều người biết đến, đúng không? Rất nhiều người biết đến em. Em vô địch giải nữ chắn vương năm 2016. Dạ. Đấy là bước tiền đề để giống như là chào sân với mọi người vậy. Rất nhiều người biết đến em. Đấy là một tiêu chuẩn. Rồi cái tiêu chuẩn thứ hai các bạn để ý nhé. Chúng tôi cũng rất muốn còn rất nhiều người nữa. Rất nhiều nữ chắn thủ xinh đẹp, rồi rất nhiều người bình luận hay, nhưng mà em nghĩ chúng ta các trận đấu thường tổ chức buổi tối. Dạ, mọi người chắc mọi là người không có thời gian. Không có thời gian rồi cái việc đến về để bình luận sau đấy, rồi chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi rất nhiều cái bất tiện. Vâng. Đấy, sân đình cũng đã mời cũng nhiều người rồi, nhưng mà vì cái điều kiện không để khác được, cũng rất khó để mọi người có thể tham gia những buổi bình luận như này. Anh 3X lại tiếp tục ủ ạ. Chắc chắn là thông rồi. Lại thông rồi, và một mình anh một ngựa 116. Vâng, quét rất à. Nhanh, vâng ạ. Anh từ một tiền vệ tấn công về bây giờ sắm vai hậu vệ quét rồi. Anh Trương Cường là em gái cho anh hỏi em đã đạt danh hiệu Vương Phi chưa? Em đang không hiểu cái danh hiệu Vương Phi nó là như nào anh. Sân đình có giải đấu nữ chắn vương. Vâng ạ, và Nguyễn Ngọc Thư, bình luận viên xinh đẹp ngồi cạnh tôi, đã vô địch giải nữ chắn vương sân đình, giải đấu dành cho các chắn thủ nữ trên sân đình nhé. Và năm đấy anh nhớ không nhầm là có 24 chắn thủ nhỉ? 28 hay sao ấy? Năm đầu tiên 24, năm thứ 2. 28. Hình như đông hơn, 28 hay 28 thì phải. Dạ. Nó cũng không tròn ở cái 32 đâu, anh nhớ không tròn, hai lần đều không tròn mà. Thì bây giờ thì cỡ sân đình cũng phải tầm 40 chắn thủ nữ. Em thì chưa được cái danh hiệu Vương Phi đâu anh ạ. Mới được năm 2016 thì được đạt danh hiệu nữ chắn vương.
tức là cái giải đó là chỉ dành cho nữ thôi ạ. Và em cũng rất là may mắn là được giành giải vô địch năm đó. À, anh Lê Xuân Đôn anh đang giải thích là Vương Phi có nghĩa là đã lập thất. À, lập thất thì anh ý hỏi có chồng chưa. Anh lớn rồi anh cứ hỏi vòng vo, anh cứ hỏi thẳng là em có chồng chưa. Anh đi đường vòng. Anh đi đường vòng khó quá. Ví dụ anh cứ hỏi thẳng là cô kia má đỏ hồng hồng đấy, Nặng Yên anh hỏi có chồng hay chưa. Nó phải dễ không? Em bọn em dễ trả lời. Em đang vướng, anh em mình đang vướng như là cái danh hiệu gì đấy ở trên sân đình Trương Dương Thành, nó khó nghĩ. Mình đang bị trả lời lạc chủ đề. Đang lạc chủ đề, đang hướng vào cái danh hiệu, cái giải đấu. Dạ. Anh cứ nói thẳng nha là cô kia má đỏ hồng hồng ấy, Nặng Im anh hỏi có chồng hay chưa, thế là em trả lời cho anh luôn. À. Anh hỏi thì em xin thưa, em xinh đẹp thế nhưng chưa có chồng. Nhị vạn ạ. Hung hăng chẳng nói chẳng cha, đang tay dập niễu bùi hoa tơi bời, DPK 8680 gọi Ú Kiểu Văn ngay sau rồi ạ. Anh bỏ chi à anh? Bỏ chi à? Hay bỏ chi? Lên à. Bỏ đánh chi? Đánh chi? Vâng. Tôm rộng ạ. Quá rồi, chạm cây bát chính chữ. Vâng. Bị không xén được. Không xén được nữa mặc dù đang rất khát điểm. Vâng, xén được chi ngay đằng sau đấy ạ, cách vâng. Một vòng thôi. Chi đằng sau chạm đúng cây bát chính chữ. Không xén đâu được nữa. Vườn hồng có lối nhưng không cho vào. Anh em mình 26 cùng 26 rồi. Nhìn qua điểm số của các vương gia, chúng ta cùng trở lại trận bán kết 2. Trận nào cũng hay và trận nào cũng rất căng thẳng. Mình chịu khó đảo qua đảo lại giữa các bàn để mọi người. Ồ, anh Appen đã vươn lên vị trí dẫn đầu rồi ạ. Để anh vui vẻ xuống thứ hai rồi à? Vâng, anh vui vẻ, vừa nói xong anh vui vẻ lập tức đảo lại vị trí đầu bảng luôn. Ôi ăn nhiều chắn. Gọi ùi với Tam Văn và rất nhiều chắn ở dưới chiếu ạ. 1 2 3 4 5 6 chắn dưới chiếu cơ. Có thập thành không? Ôi trời ơi. 8 chắn thôi. Có chiếu ạ. Có chiếu ạ. Rất là tiếc. Vâng, có chiếu nhưng cũng vượt lên trên anh Appen rồi. Hai anh đang cạnh tranh nhau. Vừa nói cái là nhất bảng cái anh ấy tự ái anh ù của anh đòi lại ngôi luôn. Anh Appen anh vừa ù ván có gà thì em 39 điểm. Ồ, to đấy, quá nhỉ. Rồi, hơi quá. Và ngay lập tức vượt lên trên thì anh vui vẻ lại ù ván vâng. 3 điểm để đòi lại luôn. Đòi hai anh cạnh tranh. Lúc này anh bám nhau rất sát ạ. Anh Nguyễn Văn Đoan 123K. Vâng. Sẽ phải cố gắng, chúng ta còn trận lượt về nữa. Còn 5 ván đánh nữa tính cả ván này ạ. Nói chung là cái kết quả hôm nay cũng vẫn chưa chắc chắn được điều gì đâu ạ. Nguyễn Ngọc Anh nèo tôm và tộc dao không kén rể nữa rồi. Là tộc dao nèo tôm không kén rể nhưng khả năng tộc dao cuối năm kén rể cái kiếm ít bảo. Tứ sách ăn tứ sách đánh lục văn rồi nhá, nhị văn ạ. Ăn cạ nhị văn, nhị vạn đánh thất văn à, thất sách tứ văn tứ đi rồi. Bác này bây giờ đi đâu, đốn 4 văn 5 võ cúi đầu ai đây. Trong kiểu có một câu rất hay để vịnh cái tứ văn. Vâng. Áo xiêm đùm bọc lấy nhau, vào luồn ra cúi công hầu mà chi. Nó cũng miêu tả là ám chỉ người... không nên phải nguồn cúi. Cây này vốn dĩ các cụ mặc định là cây nguồn cúi. Vâng. Bưng bê. Anh Appen ù lục sách giữa cửa. Appen ù lục sách giữa cửa. Vâng. Ăn cả thất sách thất văn nhá. Chúng ta cùng chờ đợi rồi. Nếu thấy gì rực rỡ như thế sẽ gây một áp lực rất lớn anh Nguyễn Văn Đoan đấy. Ồ, bạch đúng là chi bạch thủ bạch định cơ. Tôm nữa. Ôi giời nhiều nước quá sướng đau hết mồm. Chi bạch thủ bạch định tôm ạ, 25 điểm cơ. Quá tuyệt vời luôn. Vâng. Ôi, chắn lục vạn lục văn hai lọ một chai đúng cây lục sách. Chi bạch thủ bạch định tôm 25 điểm ạ. Anh xé quá chuẩn. Rực rỡ quá. Hay quá anh nhỉ. Hay quá. Sẽ rất khó khăn cho Phạm Hương Trà và anh Nguyễn Văn Đoan. Dạ.
mọi người hai vương gia sẽ phải cố gắng ở những ván chơi cuối cùng và chờ đợi ở một cuộc nội ngược dòng ở lượt về. Chúng ta thi đấu lượt đi lượt về, bán kết. Ủ ván bài khủng khiếp, 25 điểm ủ. Anh lên bài một cái là bạch định luôn, bạch định sẵn rồi. Trên tay rồi. Nọc rất chiều luôn. Theo tin chúng tôi được biết thì ở bảng bán kết 1 đang có một diễn biến rất căng thẳng đó. Anh Di. Vâng, anh lên nhì bảng với 33 điểm âm cùng với vương gia 9, số 9 rồi ạ. Chúng ta cùng xem anh ù ván gì. Ù một ván 48 điểm cơ ạ. Anh là cái người mà ù cuối cùng, anh ù từ ván 20 mới khai ù. Chúng ta cùng em mình tranh thủ xem lại cái ván ù 48 điểm này của Di. Vâng ạ. Chắc hẳn rất nhiều người muốn xem ván ù to này. Vâng ạ. Chúng ta cùng đẩy tốc độ lên để mọi người xem các vương gia ăn đánh thế nào. Khi xem lại thì chúng ta sẽ nhìn được bài cả 4 nhà luôn ạ. Vâng ạ, 4 vương gia của chúng ta đang chiêm ngưỡng lại những nước đánh của 4 vương gia và của ván ù 48 điểm của vương gia Di. Chì bạch thủ tôm. Hai ván đều chì bạch thủ cái mục sách, đúng không ạ? Hai bàn chơi một sự trùng lập ngẫu nhiên ạ. Vâng ạ. Hay quá. Chúng ta cùng trở lại với ván đánh. Anh 3XX ủ bát vạn rồi. Bát vạn. Vương gia 3XX, vâng, 6 đỏ dưới chiếu. 4 đỏ dưới chiếu. Ủ cái bát vạn. 8 đỏ ạ. 8 đỏ, không có lèo. Tiếp tục lại một ván 8 đỏ. Thêm một ván gà nữa. Không 8 đỏ cơ ạ. Vâng. Không sót cước nào, không bỏ cước nhá. Vẫn cố thông. Cố thông bằng được. Những cước ủ như này thì cũng rất nhiều bạn bỏ cái cước thông. Đúng không? Dạ. Không nhớ hoặc nhiều khi tin tưởng cái bảng chat quá, nhiều người cũng hay thắc mắc. Anh ủ bán to. Mom hỏi bao giờ đánh lượt về đó Mốt ơi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trận bán kết lượt về. Ngay ngày mai ạ, vâng ạ. Nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn. Trận lượt đi lượt về liền nhau luôn. Thế là để cho mọi người không cần phải vâng, chờ đợi lâu. Không phải chờ đợi lâu nữa. Và sau là trận bán kết ngày mai lượt về thì chúng ta sẽ nghỉ một ngày. Đó là ngày 23, rơi vào thứ tư và tối thứ năm ngày 24 tháng 9 thì chúng ta sẽ gặp nhau, gặp lại 4 vương giả trận chung kết. Và trận chung kết sẽ đánh một loạt trận duy nhất 32 ván để phân định thứ hạng. Vương gia nào dừng chân ở loạt trận bán kết này cũng sẽ nhận được phần thưởng là 4 tỷ bảo từ ban tổ chức. Phần thưởng rất là khủng. Phần thưởng rất khủng, vâng, đấy là giải khuyến khích. Dạ. Dừng chân ở tứ kết là cũng đã nhận được 3 tỷ rồi. Dừng chân ở bán kết kém may mắn hơn. Thực tất ra, cả các vương gia đều tất cả các vương gia dừng chân, vâng, vương gia dừng chân ở vòng tứ kết là được 3B, còn từ bán kết là được 4B. Đó là cũng giải khuyến khích, giải tri ân, thực sự sân đình làm để tri ân. Dạ. Đấy. Rất là tuyệt vời đấy ạ. Rất vâng, rất nhiều hoa mới hoa vây quanh nhà. Hoa vây quanh nhà, vâng ạ. Tam vạn. Cửu văn. Em cảm ơn anh Hải Bánh Bao nhá. Hải Bánh Bao, anh Tào tặng quà đi để ra bụi chuối chơi. Bạn ơi, ngày mai mốt 16, vâng ạ, sẽ thống kê thì sẽ trao quà cho các bạn nhé. Anh bây nhớ giờ là chia sẻ công khai anh nhé, chia sẻ công khai. Thì là mai Trần Bằng, Trần Bằng bạn hỏi gì mình nhỉ? Anh Di ra Di ủ tôm rồi ạ. Anh vẫn đang đứng vững ở vị trí thứ hai. Bạn Trần Bằng, vâng, tôi không thấy câu hỏi của bạn. Chúng ta cùng trở lại trận bán kết 2. Bên này đã là ván thứ 31 rồi. Và đây là ván chơi áp chót của trận bán kết lượt đi.
Chi nên sớm quá, mới cây nọc thứ 3 thôi, rất khó. Rất sách, nhái rồi. Anh Nguyễn Giang Nam, vâng ạ. Tào Nam Dương mới đảo ngói, đẹp trai em, thực ra em đảo ngói để em đi ọp Nam Định ngày hôm qua. Em ngày hôm qua em về với anh em hội chắn Thành Nam SD. Em thì vẫn quen gọi với là anh em Nam Định, hội chắn Nam Định. Tên chính thức là Thành Nam SD, thì ngày hôm qua chung kết giải Hào Kiệt Thiên Trường 2020. Và em thay mặt cho ban quản trị Sân Đình cũng như là tổ chức đoàn, các anh em ở trong cộng đồng về chia vui cùng anh em Thành Nam, anh em Nam Định. Em chính thức đảo ngói từ hôm qua, nãy giờ em trêu người đẹp, em trêu người đẹp, em nói hôm nay là nói dối người đẹp đấy. Bát văn giữa cửa trì rồi. Bát văn. Thông trì thôi, thông trì. Còn một ván nữa. Củng cố với vị trí thứ hai rồi. Và đến lúc này anh em mình cũng có thể nói là anh Abben sẽ giành được 3 điểm. Dạ. Anh Abben sẽ giành được 3 điểm vui vẻ 12. Vâng. Trận đấu sẽ còn một ván thôi, rất khó để phân định, để thay đổi. Anh Tào Mai cắt đầu moi xong bình luận đi. Hạ Ân Ngố, Ân Ngố em pha sữa cho con chứ, cho con ngủ cho em ơi. Anh chia sẻ cho cả thế giới biết rồi. Thế thì ngày mai anh sẽ nhận được quà. Trai nội anh Mốt ơi, anh không trả lời được hết thì nên có người trả lời bình luận chứ ạ. Vâng, bạn bạn đợi, bạn để lại câu hỏi đi, Mốt 16 sẽ trả lời cho bạn nhé. Vâng ạ, đây trận đấu đã bước vào những ván cuối rồi, và thực sự là mà cộng đồng cũng muốn là mình hướng vào trận đấu nhiều hơn. Vâng ạ. Mốt 16 đã trả lời là ở Hà Nội rồi vậy bạn nhé. Tứ vạn. Còn tiền mua tước bán quan, hết tiền ra đứng đầu làng kéo xe. Ăn tứ vạn đánh thất văn rồi ạ. Cây tứ vạn này có người gọi là xe bò, nhưng xe có bò. Người gọi là xe hơi ạ. Nhà giàu họ sắm xe hơi. Vâng. Còn tôi vách đất, tôi chơi xe bò. Có một bạn tham dự cái sự kiện Vịnh Cây Bài Chắn năm 2017 của Sơn Đình. Nhưng mà mình có cái cước là nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa Phật ấy, thì là có cái con ngũ vạn này chắc chắn là phải có rồi. À con tứ vạn ạ. Tứ vạn, đúng rồi. Chúng ta cước ù nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa Phật là bắt buộc có. Phạm Hương Trà ù cửu văn. Có ngũ vạn, có tứ vạn và ù có vẻ như là hơi vạn. Thiếu xăng. Chắc là bạch thủ anh nhỉ. Bạch thủ và lon hơi, vâng ạ. Anh Phạm Hương Trà, Vương gia Phạm Hương Trà với ván ù bạch thủ ở ván chơi thứ 32 đã kết thúc loạt trận lượt đi của trận bán kết 2. Vâng ạ. Chúng ta cùng điểm qua anh Abben được 3 điểm. Vui vẻ 12 đứng thứ 2 được 2 điểm. Phạm Hương Trà đã có được 1 điểm ù và anh Phạm Văn Đoan 123AK. Vương gia Phạm Văn Đoan sẽ phải cố gắng ở trận lượt về, diễn ra vào 20 giờ ngày mai 22 tháng 9. Vâng ạ. Chúng ta cùng đến với trận bán kết 1. Vâng ạ. Chúng ta cùng xem còn 2 ván nữa thôi. Bên này thì 3 điểm cũng khó tránh khỏi, vượt khỏi tay anh Ba X được rồi. Vâng. Lúc này một mình anh, ba nhà đều âm cơ. Một mình anh Dương 149 điểm. Và vòng bán kết Vương gia đại chiến của chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về các bạn nhé. Và cũng sẽ cho điểm giống như trong thể thức thi đấu của cúp C1 ạ. Vâng ạ. Nhất bản, nhất trận đấu được 3 điểm. Nhì trận đấu được 2 điểm, về 3 được 1 điểm và về bét không được điểm nào. Sau hai lượt trận đi và về chúng ta sẽ tổng cộng tổng điểm của hai trận đấu. Trong trường hợp hai vương gia bằng điểm, chúng ta sẽ xét đến hệ số điểm ù. Ai có điểm ù lớn hơn sau hai trận đấu thì vương gia đó sẽ đi tiếp. Em xin trả lời anh Vinh Thắng Vinh là em ở hai chắn hội anh nhé. Một là chắn hội Lèo Tôm và hai là Tiêu Giao Hội ạ. Hai chắn hội lớn ở trên Sân Đình ạ. Sân Đình có 5 bang hội chính quy. Đó là chắn hội Hà Nội, chắn hội Lèo Tôm, chắn hội Hải Phòng, Tiêu Giao Hội và chắn hội MU.
Ngoài ra còn rất nhiều các bang hội khác, chúng ta có thể đến là Hà Tây, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Dương, Thành Nam, SD, rồi Hưng Yên. Vâng, chúc mừng Vương Gia 3X, anh tiếp tục với ván ủ bạch thủ, ván chơi thứ 31, ván áp chót, và gần như là 3 điểm trong trận đấu này không thoát khỏi tay Vương Gia 3X rồi. Hôm nay là anh làm ông Hoàng đấy ạ. Ông Hoàng, vâng, một mình chắn này, chắn gọi là chắn trình diễn rồi. chắn trình diễn, một mình anh, một ngựa. Trong tổ tôm các cụ vẫn cứ nói là vang lừng kẻ đỏ nói chua ngoa, nặng nặng người đen ngồi đắng ngắt, một mình anh hát rồi còn ba nhà ngồi nghe. 100 dương tới 161 điểm và ba nhà còn lại đến di di ra di âm 39. Vâng ạ, một mình anh thôi, đúng là cô thương muốn làm người thường cũng khó. Em thấy ngày xưa hay có câu cô thương cô ở Hải Dương cũng về. Cô thương cô ở Hải Dương cũng về. Trong bàn chúng ta có một chắn thủ đến từ hội chắn Hải Dương. Dạ. Vâng ạ, hội chắn Hải Dương anh rất mạnh. DBK chúng ta đang chờ đợi, cũng Hải Dương cũng sắp đến cái sắp tổ chức cái giải đấu rồi. Vâng. Nhớ không nhầm thì là mùng 1 tháng 10 là cái ngày thành lập hội chắn Hải Dương, và họ sẽ tổ chức cái giải đấu chắc cũng từ tháng 10 vắt sang tháng 11 thôi. Chúng ta sẽ lại trở về Hải Dương ăn bánh đậu xanh. Dạ. Lại gặp lại Vương Gia Thỏa VM. Ba chắn thủ hiện tại là cũng đang bám rất sát điểm nhau đó. Một anh là âm 55, một anh là âm 67 và một anh âm 39 điểm. Anh 9 số 9 chỉ cần ủ một ván 4 điểm thôi là đúng lên rồi. Dẫn khoảng cách của chúng ta đang là 16 còn điểm anh, chỉ còn DPK một ván 4 điểm thì xem nào, một ván 67 với cả 39 là bao nhiêu anh nhỉ? 16 điểm. Không đến 7 điểm. 7 điểm thôi. 7 điểm. 7 điểm thôi. 28 điểm ủ. 7 điểm thôi. DBK gọi ủ chi chi rồi ạ. Hay quá, anh lại vượt quá. Thứ hai rồi ạ. Hôm qua cũng ủ chi, anh ơi, nên nhì bảng luôn, vâng. Bất ngờ. Anh DBK anh luôn có những cái cuộc nội ngược dòng. Hay quá nhở. Ván ủ cuối cùng bạch thủ chi tâm. Với ván cuối cùng thì luôn. Anh vượt lên vị trí thứ hai rồi ạ. Lên vị trí thứ hai luôn. Đang tuyệt vời luôn. Đang đứng thứ cuối. Đang đứng cuối. Vâng, tiếp tục là một cuộc nội ngược dòng của Vương Gia đến từ hội chắn Hải Dương. Dạ. Vâng ạ, chúng ta vừa trải qua ván chơi cuối cùng của trận bán kết 1 lượt đi. Vâng, sau hai loạt trận bán kết ngày hôm nay thì các chắn thủ 3X và anh DPK 8680 đang có một chút lợi thế hơn ở trận lượt về thôi, một chút lợi thế. Chúng ta còn cả một trận lượt về với 32 ván đánh tiếp theo. Vâng. Để phân định 4 vương gia xuất sắc nhất vào cái trận chung kết. Trận chung kết rất hoành tráng, giải đấu Vương Gia sân đình. Quý anh chị và các bạn cố gắng là ngày mai lại có mặt ở buổi live stream để xem trận bán kết lượt về ấy. Rất căng thẳng và chúng ta vừa được xem vừa được nhận những món quà từ ban tổ chức. Mọi người hãy nhớ là chia sẻ chế độ công khai, để lại ID của mình. Đấy, ID cũng phải để chính xác nhé bạn nhé. Đã có rất nhiều trường hợp để lại ID bị nhầm số rồi ạ. Cho nên là không nhận được phần quà. Sân đình làm giải đấu để tri ân các vương gia. Tổ chức cái buổi live stream này cũng là để tặng quà, để có cơ hội tặng quà cho các bạn. Chúng tôi sẽ không để các bạn không nhận được quà nếu như các bạn làm đúng yêu cầu của ban tổ chức, phải không em? Đúng rồi ạ. Và anh rất cảm ơn em lần thứ hai trong giải đấu đến cùng bọn anh. Dạ. Có những cái hoạt động mà chia sẻ với cộng đồng, tại vì để chứng kiến diện trận đấu như này trên vương phủ thì rất ít người có thể trực tiếp tham gia được. Đấy, chúng ta đem trận đấu, đem cái tinh thần của cái vương gia đến với mọi người. Rất cảm ơn em đã đến cùng bọn anh hợp tác với em. Cảm ơn tất cả anh chị em đang theo dõi trên kênh fanpage, đã đồng hành cùng ban tổ chức, đồng hành cùng tôi 101 và người đẹp Nguyễn Ngọc Thư. Rất cảm ơn mọi người. Anh em chúng tôi xin chào và chúc các anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin chào các anh chị. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn mọi người.